Hôm nay Duy Nguyễn xin review cái đàn thùng nha cả nhà ơi. Cái đàn thùng này trị giá nó là 900k nha. Đàn thùng lõm lõm 900k. Thì cái đàn này thì 21 phím. 21 phím. Đàn này 21 phím nha. Đây. Đó. Thì như mới vừa setup xong thì tiếng rất là chuẩn. Tiếng cũng khá là lớn nha. Đó, thì anh em có nhu cầu thì liên hệ với Duy nha. Đây. Thì tặng kèm thì tặng cho anh em mình là thêm là ba cái phím khải với một cái hộp chất phím và 5 sợi dây số 1. Ha, ba cái phím khải với một hộp chất phím với 5 sợi dây số 1. Thì cái đàn này là có giá là 900k nha. Dạ em quýnh quýnh chị gãy không thôi, chưa qua kỹ thuật quýnh nha. Tiếng khá là đẹp ha, bass nè. Đó. Rồi giờ em sẽ test về phần cái âm của nó nha, cho cả nhà mình nghe nha. Tiếng khá là ok ha. Đó. Cũng là rất là nhẹ phím. Phím. Đó, nó ăn dây này nha. Dây nó song thanh nè, nó chín dây. Thì cái lâu này về được có 6 cây thôi nha, anh em nhanh tay đặt hàng nha, tại vì đặt lâu lắm, nó mới về được có 6 cây thôi. Thì anh em mình có nhu cầu thì cứ đặt hàng cho em ha. Đây, nó quay trực tiếp test âm thanh cho anh em nghe thử ha. Thì lâu này về được chỉ 6 cây thôi, thì anh em mình mua để tập cũng được, mà mình mua mình đàn ca nhậu cũng ok, tại tiếng nó khá là ok ha. Cái cần cũng vừa tay đàn luôn, cái cần mình vừa tay đàn ha. Đó. Rồi ok. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video của Duy nha. Anh em nhớ chia sẻ và đăng ký về kênh Duy nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Mọi người nhớ cho Duy một like, chia sẻ nha, đăng ký kênh của Duy nha. Rồi. Cảm ơn mọi người nha. Chào tạm biệt.